Việt Nam Yêu Hà Nội xin kính chào các cụ, các bác, các anh chị em. Và kính chúc quý vị có một buổi tối thật là mát mẻ về thời tiết, thoải mái về tâm hồn và thật là vui vẻ về cảm xúc. Vâng, có như thế thì chúng ta mới có thể đón nhận cái sự tinh túy, cái sự thăng hoa, cũng như là chúng ta cảm nhận âm nhạc. Nó mới có một cái sắc thái nó tuyệt vời và màu nhiệm nhất. Vâng, thưa các cụ, thưa các bác, thưa các anh chị em, hôm nay thì bên em gửi đến quý vị một cặp siêu chép rất là hay của Hakman Kadon. Đây là một dòng siêu chép Latix và nó có cái từ từ neo. Và bên em đã độ trên một cái thân hộp nó bằng gỗ tre của Việt Nam mình luôn đấy ạ. Và cái đế thì cũng là đế gỗ thông, thì chúng ta có một cái loa nó sẽ bền vững trường tồn theo thời gian và có một cái thiết kế nó rất là đẹp, khá giống các cái dòng của Foxtec. Và tất cả mọi linh kiện đều là linh kiện xịn của Hakman Kadon xịn luôn, tụ xịn, dây đồng dây dẫn cũng là dây đồng xịn của Nhật luôn các cụ nhé. Và các cái linh kiện bên trong cũng đều là xịn hết đó. Chính vì các cái đồ xịn cho nên là bên em cũng phải là đồng bộ, và có đồng bộ tất cả đều là hàng dòng thì nó mới hay được. Và cái cặp chép này nó có cái đáp tần là từ 2,8 cho đến là 35 kHz từ neo, trở kháng là 4 ôm. Công suất thì nó nằm ở mức ổn định khoảng 30W một bên. Và có thể là chúng ta chơi cái công suất cao hơn nó vẫn chịu tải tốt. Ví dụ như là chơi cùng với một cặp loa công suất 300W thì nó vẫn có thể là nó kéo tốt mà nó không bị méo tiếng. Và bây giờ thì mời các cụ lắng nghe một đoạn nhạc nó có cái tiết tấu nhạc nó cực kỳ dồn dập để chúng ta có thể thấy được cái sắc thái của cái hình hài âm học nó như thế nào ạ. Em đang đánh nó với lại con âm mi Hitachi. Và bây giờ em kéo nó đi xa khoảng 3 mét luôn. Đó, để các cụ có thể thấy rằng là cái âm nó có bị loãng đi thế nào hay không nhá. Và nếu như cụ nào mà có điều kiện đến tận nhà em ở Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội thì có thể test trực tiếp nghe tại nhà xem nó có giống cái âm sắc mà chúng ta đã nghe thấy trên video này không nhé. Nếu như âm sắc mà nó khác biệt, nó sai lệch thì cứ đến đây phát vào mồm em 10 cái và em tặng luôn đôi chép này, không thèm lấy tiền luôn. Đây là một điều khẳng định. Và bây giờ thì một cái tiết mục người ta gọi là tiết mục test trực tiếp đó, các cụ thấy không, xem là có đúng là nó kêu hay không đó. Nó có độ nhảy rất cao lên tới 98 decibel các cụ nhé. Và cái giải tần trội nó nằm ở cái khoảng là từ 5K cho đến là 12 kHz. Nó là một cái điều rất quý, bởi vì cái giải này ý, thì thường thường chỉ có cái dòng chép Gripbon là một, dòng chép Titanium và cái khe từ, và nó có cái độ từ kháng khoảng trên 35.000 gao nó mới lên được cái giải đấy thôi. Nhưng con này nó chạy bằng từ neo cho nên là cái từ kháng trên cái khe từ nó cực kỳ là lớn. Cho nên là khi chúng ta chơi các cái dòng nhạc tiết tấu nhanh thuộc cái thể loại rumba như thế này này, nó rất chi là sạch tiếng và nó không bị hiện tượng rối vào bếp. Mặc dù em biết rằng là khi chúng ta thu âm qua điện thoại mà chúng ta quay nó gần gần một chút là nó sẽ có một cái hiện tượng nó bị bếp giải khi cái mic của cái điện thoại nó bị chập tần số. Nên nghe nó có cái hiện tượng xè 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 xè, nhưng bên ngoài nó không có một cái tí bếp ở đâu các cụ nhé. Các cụ có thể mang các cái củ siêu chép của Foxtec, của Coran, của Faltec, hoặc là một số các cái dòng chép Gripbon của các cái hãng âm thanh lớn như là Vitapa, hay là một số các cái củ đời cao của Vinaton hoặc là SESA. Đến đây thì nó cũng không thể nào mà nó toát được cái sự mỏng sắc nó hơn được cái dòng này đâu, em khẳng định một câu luôn. Bởi vì các cụ theo dõi kênh YouTube, kênh Facebook cũng như là YouTube của em, hoặc là một số các cái kênh mà em hay test nhạc ấy, thì các cụ thừa biết rằng là nhà em có rất nhiều cái dòng chép xịn và nổi tiếng.
Nhưng mà em nghĩ trong cái tầm giá một cái đôi chép như thế này, giá 800 nghìn đồng thì em khẳng định là không có một đối thủ luôn nhé. Thậm chí là cái dòng chép JBL 609C mà em hay độ vào cái vỏ này này, em hay độ vào cái vỏ này này, nó cũng không thể lên giải được như con này đâu. Đấy là của nhà với nhau thôi mà em tự tin so sánh rằng bọn kia nó không thể lên giải cao và nó sắc bén như con này được. Thì các cụ có thể hiểu rằng là nó là một đồ chép tiếng rất là hay. Mà các cụ nào mà set up với lại các cái dòng loa đồng trục toàn giải hoặc là 2-3 way thì nó có thể đáp ứng tốt mà không sợ hiện tượng là gì? Chập sóng gối, nó gây ra cái bếp giải và nhiễu giải với lại cái con loa cắt chín. Đó, chính vì thế nó có một cái độ tơi rất là cách bạch, rất là khác biệt. Và nó không bị hiện tượng là trùng sóng gối. Khi nó trùng sóng gối nó tạo ra cái bếp dính mà chúng ta nghe rất là khó chịu. Nhưng con này là khác hoàn toàn. Vì cái thanh âm nó là thanh âm nó sắc và nó mỏng tiếng, chứ nó không sắc mà nó bị dày. Một số các cái con sắt mà nó bị dày thì nó sẽ tạo ra một cái nền âm rất là bết. Cái đường kính của cái này nó là 8 cm nhé, chiều cao là 9,3 và tổng chiều sâu của nó là 12 cm. Mỗi bên thì được em tặng và em gắn sẵn luôn là 1m2 giây để cho anh em bắt từ cái lò kính lên hoặc là để cái nắp cần đi. Tiếp theo thì mời các cụ lắng nghe một tiết tấu khác của ca sĩ Phương Thùy. Và một lần nữa xin nói với các cụ rằng là cái nút chỉnh volume chép là em đang để nút giữa nhé các cụ nhé, chứ em không hề tăng lên đâu. Và bây giờ em tăng lên cho các cụ thấy này. À, tăng nhé. Thấy không? Quá sắc luôn. Đó, thế thì chính vì thế nên em chuyển về chế độ xuống 12 giờ nghe cho nó cân bằng tiếng. Đấy, kéo gần gần lại cho anh em ngắm cái ngon, nãy giờ xa quá thì lại nhìn nó hơi bị bé quá, hơi tối, khó nhìn nữa. À thôi, để em kéo xa xong em zoom gần lại. Em zoom bằng máy vậy. Chứ kéo gần vào nhiều khi nghe cái mic của cái điện thoại nó hay bị hiện tượng là nó chập sóng. Nó bị trùng lặp cái tần số thu âm. Nó dẫn đến hiện tượng là nó hơi bị xè xè, nghe nó khó chịu ra.
Thời gian thì nó cũng hơi dài rồi, em xin phép được dừng video testing tại đây. Và xin nói luôn, với cái giá 800.000 đồng em khẳng định rằng là không có một cặp super chat nào nó có thể có cái chất âm vượt qua được cái chất Harman Kardon này các cụ nhé. Và bên em bán ship toàn quốc, quý vị nào mà yêu thương nó muốn mang về để phối ghép trải nghiệm thì vui lòng alo theo số điện thoại 0984511460, em ở số 7B trên 121 Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội, và đã có hàng vài trăm khách hàng đến nhà em rồi, cho nên là em không cần phải khẳng định uy tín nữa. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.